Báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí tên gọi là luật căn cước và tên thẻ căn cước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận định, quy định chứng minh nhân dân hết giá trị sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2024, cơ bản không tác động lớn đến hoạt động giao dịch của người dân. Theo báo cáo thẩm tra được chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới trình bày tại phiên họp toàn thể Quốc hội sáng ngày 25 tháng 10, việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, gồm cả công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch, phù hợp với bản chất và mục tiêu quản lý căn cước của nhà nước ta, phù hợp với phương thức quản lý trong thời kỳ công nghiệp 4.0, xây dựng chính phủ số, xã hội số. Việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật chính phủ trình, không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên luật căn cước và tên thẻ căn cước như chính phủ trình.